Mến chào quý khán giả đang theo dõi video trên kênh Triết Lý Nhân Sinh, nơi lan tỏa những giá trị sống tích cực đến mọi người. Bạn thân mến, tục ngữ có câu trẻ cậy cha, già cậy con, thể hiện đạo lý truyền thống bao đời nay của người Việt Nam. Khi con còn thơ bé, được sự yêu thương bao bọc của cha mẹ hy sinh vô điều kiện, dành những thứ tốt đẹp nhất cho con cái. Nhưng khi con cái trưởng thành, mỗi đứa mỗi tính, có đứa thì cảm thấy cha mẹ là sự phiền hà nên bỏ mặt làm ngơ, có đứa thì hiếu thảo hết lòng phụng dưỡng chăm sóc. Tuy nhiên, sống trong xã hội hiện đại thì có một điều chúng ta phải nhìn nhận, chính là hầu như ai cũng có sự bận rộn riêng. Dù ở nông thôn hay thành thị, khi trưởng thành, mỗi người sẽ có những công việc riêng để vun vén cho gia đình nhỏ. Vì thế, họ thường không có nhiều thời gian chăm sóc bố mẹ. Cho nên, không phải lúc nào con cái cũng có thể làm chỗ dựa khi bố mẹ già, mà tốt nhất bạn hãy dựa vào chính mình. Muốn như thế, ngay bây giờ, những điều bạn nên quan tâm chính là: một, sức khỏe của bản thân. Ở đời, quan trọng nhất là phải có sức khỏe. Bởi vì con người còn sống là còn có hy vọng. Có sức khỏe mới có khả năng làm mọi chuyện. Nếu chỉ có tiền bạc, địa vị mà không có một cơ thể khỏe mạnh thì tất cả cũng chỉ là vô nghĩa. Cơ thể khỏe mạnh sẽ quyết định chất lượng cuộc sống. Nếu bạn có được sức khỏe, thể chất nhanh nhẹn, bạn có thể tự túc mọi sinh hoạt và sở thích, không cần mướn người giúp việc, cũng không cần phụ thuộc vào sự giúp đỡ của con cái. Khi về già, bạn càng phải quý trọng sức khỏe hơn. Tuổi tác càng cao, cơ thể càng yếu đi. Con cái hiếu thuận thì có thể ở bên chăm sóc bạn. Nhưng ngộ nhỡ gặp phải con cái bất hiếu, hoặc có lòng nhưng không có sức, bận rộn quá nhiều việc, thì bạn phải làm sao đây? Chưa kể không có sức khỏe, không có khả năng lao động, hay chỉ ít là khả năng tự chăm sóc bản thân, bạn sẽ trở thành gánh nặng cho người khác. Vì vậy, để khỏe mạnh thì trong cuộc sống hàng ngày cần phải tăng cường tập thể dục. Ngoài ra, cần vui vẻ, lạc quan, cười nói nhiều hơn, tránh xa năng lượng tiêu cực, ít giận dỗi, không quản những việc vặt. Có vậy mới mong khỏe mạnh, sống lâu được. 2. Số tiền dưỡng già cho mình. Nếu bạn muốn sống thoải mái và độc lập, bạn phải quản được tiền của bạn và có một khoản tiết kiệm dành cho tuổi già. Tiền không nhất thiết phải nhiều, nhưng phải đủ để sử dụng. Tiền phải nằm trong tay mình, đứng tên của mình thì mới chắc chắn. Khi về già, sống không cần quá tiết kiệm nữa, nhưng cái gì đáng tiêu thì tiêu, không đáng tiêu thì đừng tiêu, cũng đừng mạo hiểm đầu tư, phải chú ý để không bị mắc lừa. Tuổi càng cao, bạn sẽ gặp phải rất nhiều chuyện nằm ngoài dự liệu. Không ai biết được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Chuyện duy nhất bạn phải làm là sống tốt mỗi ngày. Già rồi, sức khỏe không được như người trẻ tuổi, hiệu quả công việc và tiền kiếm được cũng sẽ ít hơn. Bạn nhất định phải tích góp cho mình một khoản tiền dưỡng lão, ít nhất là phải đủ để nuôi bản thân sống qua ngày. Con người ai cũng phải trải qua sinh lão bệnh tử, lớn tuổi nhiều bệnh, con cái dốc lòng chăm sóc sẽ khiến bạn thấy tội nghiệp cho chúng, mà con cái lạnh lùng bỏ bê thì bạn khổ không để đâu cho hết. Cho nên không thể không có tiền dưỡng lão. Có tiền rồi
ít nhiều cũng không cần nhìn sắc mặt người khác mà sống. Mọi người vẫn hay bảo phải có con cái để về già, có người chăm sóc. Nhưng thực ra sự đời khó đoán. Điều tốt nhất bạn có thể làm là không liên lụy người khác, không tổn thương bản thân. Hãy có sự chuẩn bị từ trước, cả đời chỉ dựa vào bản thân mình. Ấy cũng là một loại hạnh phúc. 3. Quản lý cảm xúc của bạn. Mọi người khi già đi thường dành tình cảm cho gia đình như tình yêu với con cái, cháu chắt. Càng thương thì lại càng quan tâm và càng muốn can thiệp vào đời sống của họ khi bạn thấy có điều sai quấy với cách suy nghĩ của mình. Tuy nhiên, sự thật là bạn không nên can thiệp vào gia đình con cái của mình, trừ khi họ cần bạn giúp đỡ. Thì trong khả năng của mình, cái gì có thể giúp thì giúp. Thay vào đó, bạn nên đối xử tốt với vợ hoặc chồng hơn. Bởi vì ngoài cha mẹ, đó sẽ là người luôn ở bên bạn những lúc thành công hay khó khăn, cùng bạn nắm tay đi hết con đường này. Thông thường, thời gian rảnh rỗi, hãy quan tâm đến bạn bè nhiều hơn. Bạn bè thân thiết lâu không gặp thì hãy gặp nhau nhiều hơn, tụ tập ăn uống nhiều hơn. Bạn bè chính là niềm vui trong cuộc sống bên cạnh gia đình của bạn. 4. Luôn vui vẻ, bớt lo nghĩ và tập sống buông bỏ. Bạn muốn sống một tuổi già hạnh phúc thì điều quan trọng nhất là quản lý tâm thái của bạn. Sức khỏe, kinh tế là nền tảng, nhưng quan trọng hơn là chính tư tưởng của bạn. Vui vẻ, lạc quan sẽ vượt lên bệnh tật tuổi già. Hãy xem nhẹ những thứ danh lợi hão huyền. Hãy để tâm trí của bạn được nghỉ ngơi, tận hưởng ánh nắng mặt trời, tận hưởng cuộc sống hiện tại. Đừng lúc nào cũng ủ rũ, rên rỉ, thở than. Cởi mở, vui vẻ, cuộc sống sẽ hạnh phúc hơn. Ngoài ra, bạn càng lớn tuổi thì càng phải quý trọng danh tiếng của chính mình và sống tôn nghiêm hơn. Đừng tham tận hưởng, đừng tham lam danh tiếng. Chỉ cần lòng tự trọng, tự yêu mình, yêu cuộc sống thì tuổi già sẽ được rực rỡ hơn. Biết cách tránh xa những người xấu, những điều xấu. Đừng làm những điều khiến cho bản thân không được tôn trọng. Tránh đưa mình vào những cuộc tranh luận vô bổ. 5. Có được người bạn tri kỷ. Khi về già, bạn sẽ rất dễ cảm thấy cô đơn. Nếu chỉ có một mình thì dù ngoài miệng không nói, đến lúc đêm hôm yên tĩnh, tất cả cay đắng đều sẽ hiện ra rõ ràng. Kể cả khi có con cái bầu bạn, chúng cũng vẫn có cuộc sống của riêng mình, cũng phải nỗ lực cải thiện cuộc sống cho chúng. Để con cái vì phải chăm sóc bạn mà gánh chịu áp lực nặng nề cũng đâu phải điều bạn muốn. Ngoài ra, con cái có hiếu thuận đến đâu cũng không thể ở bên cha mẹ mãi được. Cho nên, con người ta về già, tốt nhất là có bạn đời ở bên. Ít nhất, khi cô đơn, còn có một bờ vai để dựa vào. Khi buồn chán, còn có người trò chuyện cùng, sống vui vẻ hơn một chút. Bạn thân mến, bất kỳ điều gì trên đời cũng vậy. Muốn tự do thì phải tự do. Dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình. Nếu chúng ta đã chuẩn bị tốt 5 điều trên thì hãy yên tâm, bạn đã sẵn sàng cho một cuộc sống an nhiên, vui vẻ về già. Sau 60 tuổi, bạn đã chính thức bước vào cuộc sống của người già. Lúc này, bạn hãy cho phép bản thân mình tận hưởng sự an nhàn. Bạn đã mất cả tuổi trẻ để phấn đấu vì sự nghiệp,
lo cho con cái nên người. Dẫu biết cha mẹ thương con là tình yêu thuần khiết nhất, không đòi hỏi đền đáp, nhưng nếu tiếp tục làm điều này, đôi khi lại gây tác dụng xấu, khiến đứa con quên đi bổn phận của mình và không thể trưởng thành được. Bạn không thể lột da sống đời để lúc nào cũng bảo bọc che chở. Cách thương những đứa con đã lớn khôn của mình là hãy tự để chúng làm chủ và chịu trách nhiệm về cuộc đời. 4 điều cha mẹ không nên làm cho con khi đã về già. 1. Trở thành người giúp việc cho con. Không ít người mẹ dù đã về già cũng không được hưởng an nhàn do tất bật hỗ trợ con cái từ việc nhà đến việc chăm sóc cháu. Khi cháu còn nhỏ là lo chăm chút miếng ăn, giấc ngủ. Khi cháu đến tuổi đi học lại lo đưa đón cháu đi học, còn đi chợ nấu ăn. Những trách nhiệm không tên được đặt lên vai người già vô tình thành gánh nặng cho họ. Trong khi đó, con vô tình coi đó là trách nhiệm của cha mẹ, thậm chí có thái độ phó mặc. Đừng quên, khi bước vào tuổi 60, cha mẹ cần được nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe thể chất sau nhiều năm vật lộn kiếm tiền nuôi dạy con. Trách nhiệm nuôi dạy con cái là của cha mẹ, không phải của ông bà. Nếu ông bà có thể hỗ trợ, cũng chỉ ở mức độ vừa phải, phù hợp sức khỏe của họ. Dù ở chung hay ở riêng, cha mẹ và con nên có cuộc sống độc lập, chỉ giúp đỡ chứ không dựa dẫm quá nhiều vào nhau, gây ra sự mất chủ động trong cuộc sống. 2. Đưa ra các quyết định lớn liên quan đến cuộc sống của con. Người Trung Quốc có câu 50 không xây nhà, 60 không trồng cây, 70 không may áo. Ngụ ý nói con người nên ý thức được cái gì có thể làm được và không. Hay nói cách khác, cha mẹ khi ở tuổi già đừng nên gánh vác những chuyện quá sức mình, nên để con cái, những người thuộc thế hệ trẻ tự thân lập nghiệp. Cha mẹ chỉ cần lo cho con cái học hành tới nơi tới chốn, còn lại nên để con vận động và tự xây dựng cuộc sống của mình. Các vấn đề hôn nhân, lập nghiệp, an cư, lạc nghiệp, cháu học hành, chọn nghề nghiệp, người già chỉ nên đưa ra ý kiến, không thể quyết định. Việc giao quyền quyết định cho con cái sẽ giúp chúng dễ quyết định hơn và con cái sẽ không bực bội vì áp đặt vào khuôn mẫu của bố mẹ. Như các chuyên gia tâm lý nói, buông tay mới là cách yêu đích thực. 3. Giúp con gánh nợ nần. Cha mẹ có nên gánh món nợ của con cái không? Theo các chuyên gia, cần phải rạch ròi giữa việc giúp đỡ và gánh vác. Khi con muốn phát triển sự nghiệp, thì cha mẹ nên ủng hộ tùy điều kiện kinh tế. Tuy nhiên, nếu con làm việc xấu, nợ cờ bạc, cha mẹ nên dùng lý trí để giúp cần câu, không giúp con cá. Nếu vì con mà cha mẹ dốc mọi tài sản của cải sa cứu con, họ sẽ mất chỗ dựa kinh tế ở tuổi già, trong khi đứa con mặc nhiên coi đó là trách nhiệm của cha mẹ, từ đó hình thành thái độ dựa dẫm, thiếu trách nhiệm. 4. Giúp con che đậy lỗi lầm. Là người trưởng thành, đi qua gần một đời, cha mẹ là người hiểu rõ nhân quả, thấu đáo hơn con cái. Do đó, đừng mù quáng bảo vệ những khuyết điểm của con, bao che cho sai phạm của con. Cha mẹ cần hiểu, nếu con chịu đứng lên sau khi vấp ngã, con sẽ mạnh mẽ hơn trong tương lai, thay vì luôn được nâng đỡ, bao che và mãi mãi không thể tự mình đứng dậy.
Đại bàng làm tổ trên vách đá. Đại bàng non bay từ đó lên bầu trời để học cách sinh tồn. Để con đi qua khó khăn mới là cách để con trưởng thành vững mạnh. Bạn thân mến, người xưa có câu: nuôi dạy con cái phòng chừng lúc về già. Nhưng thời đại đã thay đổi, chúng ta đừng quá phụ thuộc vào con cái. Hãy dựa vào chính bản thân mình, tự quyết định cuộc sống của mình khi bạn đã chuẩn bị 5 điều mà chúng tôi đã chia sẻ ở phía trên. Như thế, bạn sẽ cảm thấy tự do và để con cháu tôn trọng mình hơn. Đến đây thì thời lượng của triết lý nhân sinh cũng xin được tạm dừng tại đây. Chúc bạn luôn có cuộc sống bình an và khỏe mạnh. Chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại.